Sao Phật giáo Nguyên Thủy tin có 28 vị Phật quá khứ mà lại không tin có Phật A Di Đà? Bên Nam truyền thì nói Đức Phật Gotama giới thiệu cõi trời đâu suốt cho bà Quý Đê Hi, và bên Bắc truyền lại nói Đức Phật Gotama giới thiệu cõi cực lạc, vậy đâu mới là đúng? Phật A Di Đà thì tiếp dẫn chúng sanh lên cực lạc, lên đó tu tập bát chánh đạo tứ diệu đế, thì tại sao mọi người không cầu lên cực lạc đỡ phải chịu khổ đau luân hồi? Nguyện lên trời đâu suốt mà là được kết duyên với Bồ Tát Di Lặc, sau này ngài thành Phật ta cũng theo xuống làm đệ tử và được ngài hướng dẫn đến giác ngộ, thì cũng như cầu cực lạc có phải không ạ? À, vậy con nên chọn cái nào, trời đâu suốt hay cực lạc? Đấy, quý vị biết là đôi khi quý vị phải thương mấy sư, bởi vì á mấy sư phải rất là kiên nhẫn để trả lời những cái câu hỏi như thế này. À, phải nói là nhiều khi á, sư mở cái vấn đáp, gặp nhiều câu hỏi sư chẳng muốn trả, tại vì nó chán. Nó giống như cái cô gái mà cổ về nhà chồng, cổ chán ban đầu á, anh chồng ảnh đủ thứ tật xấu á, cổ bực lắm, cổ bực lắm, rồi cổ sửa, cổ nói, cổ cằn nhằn anh chồng, mà nó riết rồi đó, nó đi đến một cái trạng thái là bây giờ cũng chán, muốn làm gì làm chán, chẳng thiết nữa, chẳng làm giỏi cũng làm như là chán lắm, thì cái trạng thái là chán lắm rồi giống như thương. Cái hồi mà mới thấy những câu hỏi nó tương đối là nó vớ vẩn thì sư vẫn ráng trả lời, nhưng mà sư trả lời riết rồi sư không biết là tại sao mà mọi người không có được cái sự nâng tầm kiến thức lên, mà mình vẫn tiếp tục những cái câu hỏi mà mình nhìn vào mình chán, mình chán biết. Bởi vì mình trả lời xong rồi hôm sau họ lại hỏi nữa, rất là nhiều câu hỏi trùng, mình trả lời xong họ lại hỏi nữa mà không không hiểu. Sư nói là làm ơn làm phước đi tìm lại những câu hỏi sư đã trả lời, họ có chịu làm hay không, họ cứ bắt sư phải là cái Google á, là sư phải nhớ là câu nào sư trả lời rồi và sư cho họ biết. Bây giờ sư quay trở lại cái câu hỏi ha, nói như vậy nè, là các sư ở bên Phật giáo Nguyên Thủy á, thì chỉ tin những vị Phật nào có tên trong danh sách thôi, ở trong còn vị Phật nào mà ở trong chú giải và ở trong sớ giải không có tên trong danh sách á, thì các sư không có tìm được nguồn gốc xuất xứ chứng minh là vị đó có sự tồn tại của một vị tên là như vậy. Và quan điểm của các sư theo Phật giáo Nguyên Thủy là mình không được tự tiện đặt tên, bởi vì mình tự tiện đặt tên nó rất là nguy hại. Lỡ nha, sư nói lỡ nha, sau này mình mến một ông thầy nào đó quá, mình lấy tên ông thầy đó, mình cho là hồi xưa cũng có vị Phật tên như vậy đó, rồi mình cứ nam mô vị Phật đó, nó rất là nguy hại. Hoặc là do mình dịch sai, mình dốt kiến thức rồi mình tự mình chế ra một vị Phật nào đó, rồi mình cũng cho là hồi xưa đã từng có vị Phật tên là như vậy, thì nó sẽ rất là loạn. Từ đó đó mình sẽ có cả ngàn vị Phật, cả 10.000 vị Phật, cả 100.000 vị Phật mà tên do mình tự đặt ra. Thà nó thà mình thờ tất cả chư Phật quá khứ là xong, nó vẫn tốt hơn á, là mình tự đặt ra tên cho một vị nào đó và sau đó mình tự tiện mà mình thờ hoặc mình kêu người khác thờ. Cái quan điểm của các sư theo Phật giáo Nguyên Thủy là rất cẩn trọng trong việc này, cho nên vị nào có tên tìm được nguồn gốc chứng minh có tồn tại thì thờ, còn không thì để qua một bên, đơn giản vậy thôi. Chính bởi vì như vậy đó, vị này thì các sư không tìm thấy. Ngài hình như là ngài Thiện Sự hả, hay là ngài ngài Giới Nghiêm, khi mà ngài dịch cái bộ mà gọi là Hạnh Tạng á, Phật Sử, thì có nhiều vị nói là tại sao là ngài không có liệt kê Phật A Di Đà, thì ngài chỉ đơn giản ngài trả lời là tại vì tôi tìm ở trong
lục tôi lục trong tất cả các tài liệu thì không có nhắc tới Phật A Di Đà, thì không có, thì làm sao tôi dịch? Tôi muốn dịch phải có thì tôi mới dịch được, còn không có thì tôi không có dịch, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi rồi đấy, thì không biết là tổng hợp lại từ đầu tới đuôi như vậy nè, thì sư tự tường có cái nhìn như thế nào, có lời khuyên gì so với các vị Phật tử như thế này? À, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì tổng quan lại tổng cộng là 5 câu hỏi. Còn thì sư có hai cái điểm sư lưu tâm nhất là như vậy, để sư có cái lời khuyên ha, lời khuyên đến cái vị mà hỏi câu hỏi này và nhiều vị xem live ha, nhiều vị xem live xem cái chương trình vấn đáp này, và nếu mà có gặp cái trường những cái trường hợp mà tương tự như vị này nè. À, thì có hai vấn đề chính mà sư thấy, thì mới thân sư thấy cũng cần để Đức Hạnh Tuệ khám phá thêm. Thì đầu tiên á, là cái năm cái câu hỏi này nè, nó xảy ra, nghĩa là nó xảy ra, nó bắt nguồn từ con và người bạn con có sự bất đồng chính kiến. Đầu tiên là sự bất đồng chính kiến. À, khi mà chúng ta trong cuộc đời chúng ta, quý vị, không chỉ riêng vấn đề Phật pháp mà bất kể vấn đề gì đi nữa trong cuộc sống, công việc, tình cảm, tình cảm ở đây tôi nói tình cảm rộng đó, tình cảm gia đình đúng không, tình cảm bạn bè, tình cảm đôi lứa, thì khi mà chúng ta có sự bất đồng chính kiến đó, thì bản thân chúng ta nè, đầu tiên chúng ta phải giữ được cái trạng thái tâm nó bình tĩnh rồi đó, và chúng ta phải hiểu 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 phần nào về cái người mà bất đồng chính kiến với mình. Bởi vì sao? Tại vì nếu mà cái người bất đồng chính kiến mình họ có cái sự hiểu biết đó, nó chênh lệch và nó quá là khác biệt, đúng không? Thì chưa có cái lời khuyên thì tốt nhất là mình nên im lặng, mình nên im lặng để giữ cái hòa khí, đúng không? Mình cũng không cần chứng minh đâu, có những cái vấn đề mà đúng sai mình lúc đó không có đúng sai quý vị. Tại vì nếu mà cái bất đồng chính kiến đó, có những cái vấn đề mà giống như là cái người đó sai, cái người đó nói sai, cái mình nói là một câu cảm thán, mình kêu là mình mới la lớn, mà xung quanh đó rất là nhiều người mới lớn, ông không nói sai rồi, đúng không? Thì cái những cái người khác á, họ nghe được cái câu của mình á, tuy là mình có thể chứng minh được cái người đó là họ sai, nhưng mà khi mình la như vậy thì mình vô tình đúng là thành sai. À, đó là cái trường những cái trường hợp mà cái sự bất đồng chính kiến á, nó không có thể giải quyết được, nó đi đến cùng cái chí hướng, cùng cái ý kiến được, thì tốt nhất là mình nên im lặng và mình nên chấm dứt cái vấn đề đó, không nên bàn luận nhiều, không nên đi xa. Và thậm chí cái bất đồng chính kiến này là nó có thể gây cho mình cái tổn hại trong hiện tại và trong tương lai và về xa, lâu dài nữa, thì tốt nhất mình cũng không có nên giao tiếp người đó luôn. Đó là cái sự bất đồng chính kiến. Còn nếu mà bất đồng chính kiến mà mình cảm nhận được có đi đến được cái hồi kết đó, đến được hồi kết mà mình hiểu đó, nhưng mình quan trọng là mình hiểu người đó nha, người đó tuy là bất đồng chính kiến đi, nhưng mà người đó là người trí, họ biết lắng nghe, họ biết suy tư, họ biết nhận, họ biết phân biệt biệt đâu là đúng là sai, họ biết cái sự bình tĩnh, họ nghe giải thích, à cái này đúng cái kia sai, thì mình có cái sự kham nhẫn, mình giúp đỡ họ. À, có thể là không thể có thể là nếu mà được ngay lúc đó thì tốt, còn nếu mà không á thì mình lựa chọn thời điểm thích hợp, đúng không? Để mình giúp người đó họ có cùng cái chính kiến như mình, đó là cái điều nên làm. Đó là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai á, trong qua năm mấy câu hỏi này thì sư thấy kia câu hỏi số 4 sư thấy có một cái điều này nè, mà khi bàn luận Phật pháp á, khi bàn luận Phật pháp ở đây sư nói cái cạnh Phật pháp thôi, khi mà làm Phật pháp riêng bản thân sư nha, riêng bản thân sư khi sư bàn luận Phật pháp với huynh đệ đồng phạm hạnh hay thậm chí với Phật tử đó, khi mà đề nói về Phật pháp thì vị phải có căn cứ. Ví dụ là ví dụ một cái vị sư huynh sư đi có nói cái điều đó thì sư có quyền hỏi, cái điều sư huynh nói là nằm ở trong kinh hay nằm trong chú giải, nằm trong chỗ nào, không? Đó là cái quyền chánh kiến của mình, thưa vị, quyền chánh kiến mình phải làm như vậy để hỏi, để mục đích là chi, không phải mình bắt bẻ, mà là mình nói hỏi là sư huynh chỉ cho đệ, sư đệ để sư đệ biết cái nguồn nó đâu, để về sau sư đệ lấy cái đó làm đề tài để thuyết pháp, lỡ có Phật tử hỏi sư đệ còn trả lời được, đó là cái quyền chánh kiến của mình, đúng không? Còn nếu mà như trường hợp này, hỏi câu số 4 này nè, có một cái vế là
vì theo con, vì theo bạn đó, vì theo bạn đó vô tình hay cố ý đều phải trả. Trong một cái cuộc nói chuyện nói về Phật pháp mà là chú, mà bất cứ người nào mà nói chuyện với sư mà cứ nói là theo tôi, theo con, theo ý kiến là như vậy đó, tôi như vậy đó, tôi đưa là tôi nghĩ là như vậy đó, thì lúc đó thường thường là sư chọn giải pháp im lặng chứ không nói thêm, chỉ kêu nếu mà thôi thì cứ giữ cái quan điểm đó thôi. Cho nên là sư không bàn luận đó. Đó là hai cái ý chính mà sư thấy được qua năm cái câu hỏi này. Không? Đặc biệt cái vấn đề thứ hai á, vì phải nhớ rõ bất cứ khi nói về Phật pháp gì phải có căn cứ, đâu đó sách nói có sách thì mắt phải có chứng, đâu rõ ràng nguồn gốc. Còn nói là theo tôi nghĩ, không? Thậm chí là theo tôi nghe một vị sư, tôi nghe ông sư Tệ Tường ông nói như vậy, tôi nghe một cái vị thiền sư lỗi lạc như ngài Mahasi, ngài Lê Đi, cái gì thì mình cũng phải cần phải xem lại, tại mình tu á, quý vị phải nhớ ngài một lần nữa. Đức Hạnh Tại đã nhắc rồi nhưng mà một lần xin nhắc lại cho quý vị, mình tu là tu theo Phật chứ không phải tu theo tổ, cho nên nói phải có đối chiếu. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời của hỏi. Sư Tự Từ có nhắc một cái điểm rất là quan trọng, tức là khi mà mình làm bất kỳ cái gì và nói bất kỳ cái gì, tranh luận bất kỳ cái gì, làm ơn làm phước là theo kinh chứ đừng có theo tôi. Tại vì nó theo tôi nó rất là nhiều mệt mỏi, bởi vì mỗi cái tôi nó có đủ thứ ở trên trời dưới đất. Theo kinh là an toàn những quý vị. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.